được đưa vào hoạt động từ năm 2000, khách sạn karaoke Vân Anh sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng của quý khách gần xa khi đến với huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nằm tọa lạc trên quốc lộ 57 nội ô huyện Chợ Lách, cách chợ hướng về Bến Tre khoảng 500m, nhà nghỉ và khách sạn karaoke Vân Anh có ưu điểm về mặt địa thế để quý khách dễ dàng tham quan tỉnh Bến Tre, nơi được mệnh danh là thủ phủ của những cây dừa. Nằm gần ở những khu du lịch sinh thái và gần gũi với thiên nhiên, và gần nơi tổ chức hội chợ trái cây truyền thống định kỳ vào mùng 5 tháng 5 âm lịch của mỗi năm, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều tuyệt vời cùng trải nghiệm thú vị cho quý khách khi nghỉ ngơi và thư giãn tại khách sạn của chúng tôi. Với 28 phòng nghỉ thiết kế thanh nhã, nội thất tiện nghi và mức trả phí phòng ưu đãi, song song đó là chuỗi phòng karaoke, âm thanh ánh sáng hiện đại, trang trí đẹp mắt, đội ngũ nhân viên tận tâm và chu đáo, khách sạn karaoke Vân Anh là sự lựa chọn phù hợp khi tổ chức các buổi liên hoan, sinh nhật, họp mặt gia đình. Khách sạn karaoke Vân Anh hân hạnh được đón tiếp quý khách. Địa chỉ liên hệ: số 194/10A, khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 02753 710579 hoặc 0944 779 029.